Luôn cho các bác nhá, dòng này là cực kỳ bền bỉ nhá, một chiếc Toyota nhập Nhật nguyên chiếc nhá, cực kỳ bền luôn. Nếu mà để con này đi một ngày 200-300 cây, 300-400 cây thoải mái nhá. Đây các bác xem này, chạy rất mạnh luôn. Con này cực kỳ lành xe nhá, bền bỉ nhá, siêu bền bỉ nhá, lồi đồng với đá nhá, không lo hỏng vặt các bác nhá. Con này em bán cho các bác là đúng 39 triệu, được chưa? Con này nhập Nhật nguyên chiếc nhá, một trong những mẫu xe lồi đồng với đá các bác nhá. Cái dòng này thì không quan trọng đời sản xuất là bao nhiêu nhá, quan trọng là xe nó vẫn hoạt động bình thường. Đó, máy số đi vẫn ngọt ngào, có màn hình đầy đủ này. Đó, và có điều hòa vẫn mát bình thường nhá. Ghế lỉ vẫn nguyên bản này. Một trong những cái mẫu xe cực kỳ bền bỉ luôn, em nhắc lại nhá, nó cực kỳ bền luôn đấy ạ. Con xe được mang tên là Toyota Corolla. Xe này bên em bán mức giá là rẻ cho bác thôi, vẫn bớt nhá, giá này em đưa ra vẫn bớt 39 triệu vẫn bớt cho bác. Nói chung là thay xe máy nhá, cái dòng này thì các bác không đòi hỏi quá nhiều là xe nó có đẹp không thế này kia nhá. Nói chung là xe này là cái máy số, nó ngọt ngào, điều hòa nó mát là ok rồi, gầm bệ nó vẫn còn ok, là chất lượng rồi các bác nhá. Đó, nó là thực tế như vậy các bác nhá. Còn đâu là bên ngoài xước sơn rồi thì vài cái lặt vặt linh tinh, kính kiếc lằng nhằng, cái đấy không quan trọng đâu. Đây em tư vấn cho bác thật, con xe này các bác mua về cũng là tránh nắng tránh mưa thôi, chứ không phải là mẫu xe nào nghĩa là đẹp như cái dòng xe 100-200 triệu, đúng không ạ? Đó là thực tế như vậy. Đó, đây lốp láp đây, mâm đúc này, đăng kiểm còn này. Đó các bác nhá, gọi là các bác mua về tập lái thì nó không có bị sót xe, ví dụ như là va chạm xước sát thì nó không bị tiếc, đúng không ạ? Đó, các bác mua về tập lái hoặc là các bác mua về che nắng che mưa đi hàng ngày cũng được, chả sao cả. Các bác đừng có nói bảo có ngày có đi được 50-60 cây nhé. Con này đi thoải mái luôn 200-300 cây. Khẳng định luôn ạ, dòng xe nhập Nhật nguyên chiếc này nó cực kỳ bền nhá. Đó, bây giờ nó nhờn máy rồi, không thể hỏng nữa rồi. Nó thật sự luôn. Đã vì sao là bên em về cũng kiểm tra hết rồi, ngon lành hết rồi. Kiểm tra toàn bộ luôn là từ những phần dây điện cũng như là máy móc, bọn em cân chỉnh lại ngon nghẻ hết rồi. Thay dầu thay mỡ ngon lành hết rồi. Các bác bây giờ mua về sẵn dùng thôi. Tốt nhất là các bác mua về là không phải dọn bất cứ một cái gì cả, em nói thật luôn, cứ để vậy đi thôi. Đó, đi chán lại bán. Loại này thì thôi, chẳng phải khấu hao nữa đâu. Đi chán bán chắc không lỗ đâu ạ. Thực sự luôn ạ, có 39 triệu thì các bác bảo là lỗ cái gì nữa, làm gì còn khấu hao gì nữa, chả lẽ thì nó lại rẻ ngang giá sắt vụn này, có đúng không ạ? Nó chuẩn luôn đấy ạ. Thì thôi thật đúng không ạ? Con này thì các bác đi che nắng che mưa khá ok. Sau đây mời bác xem máy nhá, chạy thử thì em vừa chạy cho bác rồi. Đây cho bác xem vế đằng sau, chạy thử cho bác chạy rồi đúng không ạ? Vài cái lặt vặt đèn đóm cũng như là phần sơn xước kính trước, cái đấy không quan trọng đâu ạ. Đấy, quan trọng máy số nó vẫn chạy ngon lành là được rồi, điều hòa mát, có màn hình đầy đủ này. Mức giá thì nó hợp lý các bạn, nó mà chạy như ô tô các bác nhá. Nói chung là tiếu táo một khách câu cho vui thôi đúng không ạ? Có đầu DVD này, có nghe nhạc đầy đủ nhá, đăng kiểm thì vẫn còn các bác nhá. Đây chưa phanh đấy, phải gài phanh là các bạn. Chờ một chút ạ, có xe đây đang đi, em cho hẳn ra ngoài này cho nó sáng này. Mà lồi đồng cuối đá mà nói này thì nó bền, nhập Nhật nguyên chiếc mà. Đấy, máy thì cân chỉnh ngon lành hết rồi. Các bác không phải lo nhá, các bác bảo đi vài chục cây nó chết máy không có đâu ạ. Dòng này cực kỳ bền đấy, nhập Nhật nguyên chiếc ạ. Lồi đồng cuối đá cơ mà, phá không hỏng cơ mà. Các bác nhá. Bác nào quan tâm liên hệ trực tiếp cho em số điện thoại 0988 04 48 và 0926 836 686 các bác nhá. Chào các bác ạ.